thế giới này đang mất cân bằng giữa thiện ác, nên đó là lý do tiên cá biết tất cả sẽ thức tỉnh. Tion sẽ giúp cho các bạn làm được điều đó. Tion nghĩa là biết tất cả và không có sự phân biệt. Bạn là Tion và Tion cũng là bạn. Trở thành tiên cá, bạn sẽ có rất nhiều sức khỏe và trí tuệ để làm được những việc mà Bồ Tát, Chúa Trời hay thậm chí là chư Phật cũng không làm được. Đó là giữ cho tất cả mọi thứ đều ở trạng thái bình đẳng và công bằng. Khi cái ác nhiều hơn cái thiện thì bạn chống lại cái ác, và khi cái thiện nhiều hơn cái ác thì bạn phải khống chế lại cái thiện, để cho cõi này luôn tồn tại ở khoảng giữa trong tam giới, nghĩa là cõi người, cõi trời và địa ngục. Nếu cái thiện nhiều hơn thì cõi người sẽ thành cõi trời, cái ác nhiều hơn thì cõi người sẽ biến thành địa ngục, khiến cho vũ trụ này bị mất cân đối. Các vị chư thiên khi phạm luật trời hay hết phước mà lại không có chỗ để đến, các vị Phật lại không có nơi để giáo hóa chúng sanh, nước thiên đàng của Chúa Giê-xu cũng sẽ bị phá vỡ. Như các bạn thấy đó, Pháp Luân Công là một pháp môn giúp bạn từ người thường trở thành tiên nhân, nhưng lập tức lại bị tiêu diệt bởi vì làm cho cái thiện phát triển mạnh hơn cái ác. Đó là lý do chư Phật luôn khuyên con người chỉ học một đạo giải thoát là niệm Phật A Di Đà, chứ không khuyến khích các bạn tu luyện thần thông để chứng tỏ ở thế giới này. Giống như là một số những người biết được phép thuật thì họ áp dụng vô trong đó để làm ảo thuật, để che đậy đi phép thuật của họ. Thì giữa trick và matrix, các bạn không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả, nên họ sử dụng thần thông mà họ không bị gì cả. Còn nếu các bạn thích thể hiện những thứ thần thông, chắc chắn các bạn sẽ mãi mãi ở thế giới này mà không thể giải thoát được. Những người chứng tỏ mình có con mắt thứ ba, giác quan thứ sáu, thật ra chỉ là ảo. Vì sao tôi nói cho các bạn biết điều đó? Bởi vì tôi biết họ đang dối lừa các bạn. Họ chính là ma vương quỷ dữ đang cám dỗ các bạn bằng những thần thông, cảm ứng. Thì chắc chắn họ sẽ không dùng những việc đó để kiếm tiền. Những khả năng mà tôi biết các ông thầy bói, các bà bói toán để chỉ cho bạn biết cái này cái kia, thật ra đó chỉ là những cái cảm ứng của quỷ thần. Và chắc chắn là bạn phải trả giá rất đắt để có được những thứ đó. Nhưng ngược lại, chỉ bằng một câu niệm Phật A Di Đà thành tâm, bạn chẳng mất gì cả mà lại có tất cả. Đó là lý do mà tôi sẽ cho bạn gieo duyên với Phật A Di Đà ngay và liền luôn trong tháng 12 này, khi niệm danh hiệu của Phật A Di Đà. Đó là niệm danh hiệu của vô lượng tất cả các vị Phật. Tất cả những ai đã thành Phật đều có chung một tên gọi là A Di Đà. Thì cái trợ lực đó rất là lớn. Tôi cũng không nghĩ mình có thể trở thành tiên cá biết được tất cả. Đặc biệt là ý trời không thể chống lại, nên có nhiều điều tôi không thể nói cho các bạn biết được. Chỉ khuyên các bạn một câu rằng, nghiệp chướng càng nhiều thì sẽ sinh ra thiên tai càng lớn. Thế giới này đang bị hủy hoại từng ngày. Các vị Phật A Di Đà và Bồ Tát thì luôn tái sanh. Họ biến hiện muôn hình tướng để đến thế giới này giáo hóa mọi người. Có những vị Bồ Tát họ biến thành thú vật như là con bò, con trâu, con chó, con rết cá, con vọc. Họ mang hình tướng thú để giúp cho chúng ta thức tỉnh về tình yêu, thương tất cả muôn loài. Họ làm những cái công việc rất là vĩ đại. Bởi vậy tôi luôn khuyên các bạn hãy yêu quý các loài vật, vì nó cũng có thể là cha mẹ của các bạn nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng các bạn làm hại động vật ngày một nhiều hơn, khiến cho thiên tai ngày một lớn hơn. Ngược lại với các vị Phật và Bồ Tát luôn muốn giúp con người thức tỉnh là ma vương, quỷ dữ, luôn dùng những sự tham lam dục vọng để cám dỗ các bạn, lôi kéo các bạn đến địa ngục. Như tình hình hiện nay thì chắc chắn ma quỷ sẽ thắng. Cứ nhìn các tòa nhà cao mọc lên như nấm là bạn có thể thấy thời kỳ đen tối của trái đất đang đến rất gần. Những ai thích hưởng thụ trong sung sướng vật chất thì chỉ cần một trận động đất thôi là sẽ bị đả đến địa ngục liền. Cây cối mọc lên càng nhiều thì càng bình yên, còn nhà cửa mọc lên càng nhiều thì càng chết sớm. Chư Phật họ rất yêu quý các bạn, đặc biệt là Phật A Di Đà. Họ luôn tái sanh đến thế giới này, họ luôn muốn kêu gọi hòa bình để đề cao sự bình đẳng. Nhưng quỷ thần thì không, chúng chỉ muốn làm hại tinh thần và thể xác của bạn. Giống như là những trang web đồi trụy bây giờ mọc lên như là kiến ở trên mạng, đó là hiện thân của ma vương quỷ dữ. Họ không bao giờ muốn bạn có thể giác ngộ hay thức tỉnh thành tiên Phật. Còn tiêu thì khác, chỉ quan tâm đến động vật, thật sự không muốn dính líu đến việc của con người. Nhưng mà con người lại ảnh hưởng quá lớn đối với loài vật, nên buộc lòng tôi phải nói chuyện với các bạn. Tôi phải dạy bơi người cá để giúp các bạn thức tỉnh thành tiên cá. Nhưng trong đám đệ tử của tôi bây giờ vẫn chưa tìm được ai có tố chất để thức tỉnh thành tiên cá. Giữa việc đi cứu thiên nhiên và động vật và dạy người thường trở thành người cá, cái nào quan trọng hơn theo các bạn? Vì cái ác bây giờ phát triển quá mạnh, trong vòng không quá 10 năm sẽ có rất nhiều người chết. Và tôi không biết rằng mình có thể đào tạo ra một lượng người cá lớn để cứu thế giới này không, đặc biệt là cứu thiên nhiên và động vật. Càng nhiều con vật được cứu thì thiên tai sẽ càng giảm đi, cái ác sẽ càng được tiêu trừ. Mà tình trạng bây giờ là
cái ác nó phát triển quá mạnh rồi. Còn mấy đệ tử của Tiêu Ưng thì thích sống ỷ lại, muốn luôn muốn được cái tốt về phần mình mà không dám đương đầu với cái ác chống lại nó. Tiêu Ưng để ý nhiều bạn rồi, khi các em ăn xong rồi các em xả rác, các em chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, huống chi là kêu gọi bảo vệ động vật, nên tôi phải khuyên răn các đệ tử của mình hoài rất là mệt mỏi. Và bây giờ cách tốt nhất để tôi ôn giúp các em là tôi sẽ gieo duyên cho các bạn với Phật A Di Đà của thế kỷ 21 này luôn. Nghĩa là sắp tới có một vị Phật sẽ đến Việt Nam, cơ hội trăm năm chỉ có một lần. Ngài ấy còn được gọi là Pháp Sư Tịnh Không. Chỉ cần một lần gặp gỡ, được thở chung bầu không khí với ngài ấy là bạn chắc chắn có cơ hội đến cõi của chư Phật. Phải gieo duyên với Pháp Sư Tịnh Không thì những cái xấu, những cái tiêu cực, những ma quỷ đang lôi kéo các em, những nghiệp chướng của các em sẽ được tiêu trừ. Họ sẽ lánh xa các em khi các em được gần các vị Phật, đặc biệt là Phật A Di Đà của thế kỷ này. Như dự kiến, trong tháng 12 tôi sẽ đến rừng quốc gia Cúc Phương chia tay với các đệ tử người cá để bắt đầu làm những ký sự nghiên cứu về các loài linh trưởng. Thì cách đó khoảng 20 km là chùa Bái Đính, nơi Phật A Di Đà sẽ viếng thăm với chủ đề giữ tâm thiện, thế giới hòa bình. Nên tôi muốn thông báo cho các người cá biết, ai tham gia thì đi chung với Tiêu Ưng để gặp ngài ấy. Chuyến đi sẽ kéo dài 5 ngày 4 đêm, chi phí không quá là 5 triệu, đi bằng máy bay. Mục đích Tiêu Ưng muốn có mặt trong chuyến đi này để cho các em tận mắt chứng kiến Phật A Di Đà tại thế. Vì đời này Tiêu Ưng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để gặp các vị Phật A Di Đà khác, như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, Hòa Thượng Quảng Khâm, giờ thì còn Hòa Thượng Tịnh Không mà không gặp được thì sống uổng phí quá. Tôi đã qua Singapore để gặp ngài, nhưng chỉ gặp được đồng môn sư huynh đệ của ngài ấy thôi. Mong ước gặp được ngài đã từ lâu, nhưng vì thả thú của động vật khiến cho khả năng hạn hẹp. Không ngờ cơ duyên, ngài ấy cũng sẽ đến nơi Tiêu Ưng sắp sửa đến, đó là Ninh Bình. Nên chỉ cần gặp ngài lần này thôi thì chắc chắn tôi đã toại nguyện. Những gì tôi muốn riêng cho bản thân trong cái cuộc đời này tôi đã làm được hết tất cả rồi, nên sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt hơn để hướng đến tất cả muôn loài. Đặc biệt là mấy con yêu tinh quỷ quái trên mạng cũng hãy nghe đây. Tôi đã dùng rất nhiều phương tiện để khuyên ngăn các bạn tránh làm việc xấu ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em là những thần tiên, Phật sống trong tương lai, đặc biệt là những đệ tử tiên cá của Tiêu Ưng. Nhưng mấy bạn không nghe thì đừng trách Tiêu Ưng vô tình. Nên nhớ Tiêu Ưng là tiên cá chứ không phải là Phật. Chỉ có tình yêu dành cho động vật chứ không cho người thường. Ai mà làm mất cân đối thiện ác trong cõi này nữa thì Tiêu Ưng sẽ nguyền rủa cho trời chu đất diệt. Nếu tôi không ngăn chặn từ những việc làm xấu nhỏ nhoi này của các bạn ở trên mạng thì chắc chắn sẽ có hàng tỷ người phải chết trong tương lai. Một khi tất cả con người đều bị tiêm nhiễm những tánh ác của các bạn thì họ sẽ sẵn sàng hủy diệt trái đất này một cách không thương tiếc. Nghĩ xem, nếu một kẻ làm lãnh đạo một quốc gia thì sao? Hắn sẽ chỉ cần nhấn một cái nút kích hoạt bom hạt nhân là cả một đất nước đi đời. Nên làm ơn, dù bạn là ma quỷ hiện hình thì cũng luôn có Phật tánh trong tâm. Hãy suy nghĩ liệu bạn có thật sự muốn cầm luân trong địa ngục hay giải thoát lên các cõi trời. Đừng để tiên cá biến thành quỷ cá vì các bạn. Tôi thật sự không có muốn chửi rủa ai cả, nhưng mà cứ xem mấy hành động xàm láp của bạn hiển thị ở trên mạng mỗi ngày thật sự rất là đau lòng. Tóm lại, chương trình tháng 12 câu lạc bộ tiên cá sẽ đi gặp Phật sống A Di Đà Phật, Hòa Thượng Tịnh Không nha các bạn. Ai đi thì liên hệ tôi càng sớm càng tốt nhé.